Ok, thì Cường xin hướng dẫn anh em mình sử dụng cái con Mỹ 900. Thì trên tay Cường đây là con hổ theo Mỹ 900 này, anh em thấy không? Là phiên bản mới 2023. Đó, đây là con hổ theo Mỹ 900. Cường đã cắm cái cổng OBD vào rồi, nên nó dục cái nối dây anh em thấy không? Sợi cây rất là to và chắc chắn. Rồi, mong Cường chọn Maxi Chat này. Thì hướng dẫn sơ cho anh em mình dùng máy luôn. Thì cái mục Maxi Chat là mình vô mục chuẩn đoán, anh em thấy không? Nó đã nhận diện được rồi. Đây là kết nối rồi nè. Thứ nhất là một chuẩn đoán nè. Thứ hai là một cái tính năng về dịch vụ nè. Rồi cái một cập nhật và điều khiển từ sau remote desktop nè. Đó anh em, quick support á. Đấy, rồi. Thì đối với con này á, anh em mình dùng cái Cường sẽ buông một diagnosis, ở chuẩn đoán. Thì hơn 100 hãng xe nằm ở trong đây. Đó, rất là đầy đủ. Đó. Thì ở con này thì Cường đang test trong Ford, thì Ford này là Ford Everest năm 2007. Cái xe nó đang báo cái đèn tụ khí selection nè, ok. Thì đây Cường sẽ cho nó tự đọc Marvin. Đây, Marvin đọc rồi, ok. Thì nó tự nó phân tích cả Marvin. Thì con này dùng có 2.5 thôi. Đó, đây, ở góc này là báo điện áp sạc, anh em thấy không? 14V máy là điện áp sạc á. Đấy. Rồi, thì cổ mình là chọn Everest này, Enervo Everest này. Đây là cái thông tin này của xe này. Rồi, mình chọn Z. Thì thì anh em thấy không? Cái tốc độ kết nối và cái độ phản hồi của nó ở cái phiên bản mới này khá là nhanh. Rồi vô một diagnostic này. Đó, control unit là mình chọn từng hộp, hoặc xe này thì nó chỉ có vài hộp cơ bản thôi, đời 2007 mà. Rồi Cường chọn auto scan, thì ở một auto scan này nó sẽ tự động nó quét hết tất cả các hộp. Đó. Rồi đang báo lỗi regen. Cường vào trong mình xem nhá. Rồi, vào trong xem cái mã lỗi này. Thì read file code này, erase code, live data này. Đó. Rồi, để Cường xem nó mang báo cái lỗi gì nhá. Rồi mình xem thử cái live data, thì cái giá trị của nó đang bao nhiêu. Ở cái dòng con 10X này, cái phiên bản này ra khá là anh em thấy không? Nó báo ra 4 mã lỗi nhưng mà thực chất nó là 2 mã lỗi thôi, nó duplicate lên, nó nhân đôi lên. Rồi, đó. Đang báo những cái lỗi túi khí nè. Đó, anh em thấy không? Thậm chí mình kết nối mạng mình có thể search trên mạng này, cái lỗi túi khí nó, anh em mình search thẳng lên Google luôn. Nó có sẵn ở đây. Rồi. Rồi còn theo live data thì ở cái live data này nó sẽ hiển thị là cái thông số thực của cái túi khí về các cái giá trị chung, ví dụ như giá trị điện trở nè, giá trị của chất cắm nó đang báo bao nhiêu ohm đã, anh em thấy không? Đó. Trạng thái nó ok hay không này. Đó, đây là cái cách mà để anh em mình xem cái data của túi khí. Passenger phát đây. Đó, cái lỗi túi khí này nó đang báo điện trở này. Điện trở bên cái túi bên tài á là 500 mấy khả năng cao. Là tới 5.4 ohm là nó cao hơn điểm áp ngưỡng nó cho từ 0 đến 5 ohm thôi. Nó đang vượt mức ngưỡng nên báo lỗi. Thì cái này thường là lỗi do anh em mình cảm giác nó không kỹ thôi, anh em tháo ra làm cái nội thất á, anh em không mấy kỹ thôi. Chứ vấn đề hết, mình sẽ vệ sinh lại dắt rồi mình kết nối lại. Đó. Rồi, để khám phá xem thử là ở trên cái con này nó có cái tính năng đặc biệt nào. Nâng cao nào ha. Để xem nhá. Cái mục service này. Đó, những cái mục service nó đầy đủ lắm anh em. Đó, mục service về bow chain này. Hệ thống động cơ. Này, đó, trên mission OBD test reset data. Đó. Không. Rồi, mình xem nào. Thì Cường cũng có làm một vài cái data reset rồi, bao chain này. Nó cho phép mình reset cái gì? OBD test transmission data reset này. Thì vô lại nhá. Đây. Map F với là BCM, nó cho mấy hộp BCM. Rồi, đó là một reset. Rồi. Các cái tính năng về hot function và service thì hầu như nó cũng sẽ tương đồng với nhau thôi. Về các tính năng nâng cao thì nó sẽ nằm ở trong đây. Thứ nhất là anh em mình hỗ trợ nạp mã kim phun này. Đó, thấy không? Thì mình vào đây để mình nạp mã kim phun, để mình xem lại mã kim phun. Đó, read này, đọc lên. Đọc mã kim phun hiện tại này. Rồi, anh em mình muốn thay thế thì mình vào một program. Program để mình nhập lại cái mã kim phun mới, để nó điều khiển cái lượng phun cho nó đúng chính xác theo cái lượng phun. Vì mỗi cái kim phun nó có một cái dung sai, cho nên là mình dùng nó mình reset lại. Rồi reset cái
hỏng ga thì ở đây nó cho phép mình này, đó anh em thấy không đấy. Rồi odometer thì mình xem lại cái odo này, rồi cái sơ mode thì mình xem nó cho mình làm gì nhá. Đó đang giao tiếp, nó đọc các dữ liệu tự hộp lên rồi, ok nên không có, nó thì sẽ cho hộp odo được. À odo này nó ok cho nên là nó không có vấn đề gì nhiều. Rồi đây là cái sơ qua về dùng máy mới 900 trên cái con Ford Everest này đó. Mà cái anh em thấy không, về giao đây có hơn 40 tính năng về bảo dưỡng nữa, nó rất là nhiều, nằm mã kim phun rồi reset gốc lái, reset hỏng ga, rồi adapt lại clutch, rồi transmission adapt, rồi cái thuộc lại turbo nó anh em, đầy đủ tính năng. Rồi mọi thông tin chi tiết anh em mình liên hệ với Cường để Cường hỗ trợ và tư vấn anh em mình ha. Rồi.